Nhiều người chúng ta học Phật như bản thân những đức điển hình. Những đức từ khi học Phật tới bây giờ, so sánh với ngày xưa những đức làm cư sĩ, những đức bây giờ những đức quá vui hơn, quá nhiều cái niềm vui hơn. Thời còn cư sĩ, thời cư sĩ những đức vui một, những đức học Phật những đức vui mừ. Dạy gì không học Phật à, dạy gì không học Phật à. Rồi ngày xưa những đức học Phật, những đức nói chuyện được mấy người nghe, ai nghe à, đâu có ai nghe đâu, có mấy thằng bạn nhậu nghe. À, rồi á, có mấy người đứng đường nghe à, đi chơi chung thì nó nghe, nó nghe là tại vì mình kiếm tiền mình đem mình đưa cho nó ăn hết trơn, nó nghe. Mà bây giờ mình học Phật rồi á, mình nói chuyện cho đứng nào cũng nghe, thấy chưa? Mà lại đem Phật pháp áp dụng vào cái vị trí ngồi đứng nào cũng được hết. Quý vị thấy nó đặc sắc chưa? Thí dụ như một cái người mà hư hỏng nghe thì lại chuyển biến thành tốt. Cái người buồn vì nghe thì chuyển biến thành vui. Cái người mà tiêu cực sống thì trở thành tích cực. Cái người xấu xí mặc cảm thì trở thành không còn xấu, không còn cảm giác rằng mình bị mặc cảm xấu xí. Cái người bị chồng bỏ thì không còn bị buồn nản lòng vì chồng bỏ. Cái người bị vợ bỏ thì lại sống càng tốt đẹp, không phải là mình chán nản muốn kết liễu cuộc đời. Cái người bị thất tình thì không còn thất tình. Tự nhiên đem giáo pháp áp dụng vào cuộc đời mình, xong mình không có cái gì thất thoát hết. Mình luôn luôn đặc biệt vô cùng, đâu có thất thoát đâu. Nên từ nơi đó, có nhiều người người ta nghe về đức nói chuyện thì người ta chỉ nhìn qua cái khách quan nào đó, thì người ta đánh giá ngược lại là ông thầy này giảng sao giỡn vui, rồi ông nói chuyện ông la lối âm sùm quơ tay tùm lum. Kệ tôi quơ vậy mà đừng có ngủ được. Còn hơn không quơ mà ngồi ngủ, đúng không? Còn tôi nói sao không biết, miễn người ta cười là được rồi. Quý vị bây giờ quý vị muốn đi đi học về cái ngành hài hước, nó phải không đơn giản đó nha, thi không đơn giản đâu. Vì họ đi hỏi mấy người mà danh hài đi, họ có thi đồ dữ dằn không? Sân khấu điện ảnh đó họ thi dữ dằn lắm, họ mới được làm danh hài. Lên mà gọi là làm sao cho người ta cười để mà lấy điểm đạt được, thấy không? Còn cái này người ta bước lên, người ta nói vài câu thôi cười, mà cười không phải là cười cười 5 phút, 10 phút. Ví dụ như thách thức danh hài nó thời gian bao nhiêu đâu, ngắn quá trời đó. Làm ta cười cái thôi là có tiền. Còn cái này tôi làm cho người ta cười gần 2 tiếng. Hiểu không? Về nhà còn cười nữa chứ, trên xe còn cười nữa, hiểu thấy chưa? Đừng nói về nhà trên xe, ngủ còn mắc cười luôn á. Khi ngủ mà nhớ là cái cảm giác an lạc, niềm vui trong giáo pháp của Phật, rồi cái tâm trạng được cởi mở ra, tự nhiên trong giấc ngủ cười mí mí. Thế vì biết rằng có những người, người ta ngủ mà ta khóc, tại vì khi người ta ngủ mà trong lòng người ta còn nặng nề cái việc gì đó ta chưa giải quyết xong, người ta buồn, hoặc là người ta nghĩ đến chuyện gì đó trong lòng ta nặng nề mà tự nhiên nước mắt chảy. Còn mình bây giờ mình an lạc cái cuộc sống của mình, khi mình ngủ gương mặt mình cũng tươi nữa. Cái người mà vui ngủ vẫn đẹp hơn người buồn mà ngủ. Có những người mà ta nằm ngủ mà tự nhiên người lớn ta nhìn ta nói tướng này ngủ nghèo, không? Có những người ta ngủ ta nói tướng này ngủ giàu nè, có phước rồi, tướng ngủ là biết thấy sung sướng, hiểu không? Ngủ đó mà ta xem tướng được. Còn mình cái tướng khổ đau, ngủ quéo lại, gút chân gút cẳng lại, hai cái tay thì kẹp vào cái bắp đùi, rồi lấy cái bắp đùi là ôm hai cái tay, cái đầu thì khơm sát xuống kế bên cái đầu gối, ngủ gút mà. Thì người ta nói tướng này ngủ là cái tướng ngủ mà nghèo khổ, cái tướng ngủ không đi được tới đâu, chết yểu, thấy chưa? Đó. Còn mình học Phật chứ mình tự tại, mình ngủ tự nhiên mình giang tay giang chân đồ ra mình ngủ, trời ơi nhìn vậy đâu.
Đó là nam mới giang tay giang chân ra. Chứ mấy bà mà giang tay giang chân ra nó kỳ quá, hiểu không? Đó. Còn mấy bà thì ngủ thì nằm ha. Nhìn thấy dễ thương, thấy không? Cái tâm nó tự tại. Đó, nghĩa là đem cái giáo pháp để áp dụng trong cái cuộc đời, áp dụng vào cuộc sống. Thì tự nhiên cái giáo pháp của Phật hình như ai cũng thích, ai cũng tiếp nhận. Bây giờ quý vị đi đến đây, quý vị nghe Phật pháp, quý vị thấy ai không thích Phật pháp? Chúng ta làm sao bỏ Phật pháp được? Vì Phật pháp cho chúng ta niềm vui, Phật pháp cho chúng ta hạnh phúc, Phật pháp cho chúng ta bình an. Tự nhiên mình học Phật pháp rồi, tự nhiên sao mình không có còn cảm thấy cô đơn, mình không có cảm thấy bị lẻ loi gì hết chứ. Giống như mình có một điểm nương tựa gì về mặt tâm linh gì đó mà nó an tâm dữ lắm. Thật sự mà nói, khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta có chồng dễ thương, có vợ dễ thương, có con dễ thương, nhưng chúng ta có khi bình tĩnh suy nghĩ là chúng ta cảm thấy vẫn bị bất an. Vì cái sự dễ thương này là do chúng ta thấy nó thương, rồi chúng ta rồi sợ mắc nó. Mình sợ mắc nó là tự nhiên mình sẽ bất an, đúng không? Nhưng khi mình ở trong cái giáo pháp của Phật dạy mình về định luật nhân quả, bèo hợp bèo tan là chuyện của bèo, đúng không? Duyên hợp duyên tan là việc của duyên. Thấy chưa? Hiểu không? Bây giờ nhờ cái giáo hóa của Phật mà đi giải tỏ được cho mình, bèo là việc của bèo, duyên là việc của duyên. Nó nên mình biết ăn trụ vào cái hiện tại để sống. Những ngày tháng mình được vui, mình được tốt, nên chân thật nhiệt tình với nhau. Để một ngày nào không có duyên ở bên nhau nữa, chúng ta cảm thấy rằng mình đã hết lòng với người mà mình đã từng có duyên gặp và đã có duyên đến nha. Tự nhiên khi không còn gặp nhau, chúng ta không dùng cái câu hối hận. Bây giờ nếu cho thời gian quay trở lại, tôi sẽ đối đãi rất tốt với người ở bên cạnh tôi. Tại sao chúng ta không dùng những giây phút được ở bên nhau để làm những điều mà hết lòng với nhau, nhiệt tình với nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, đừng làm nhau đau khổ. Để một ngày nào không còn ở bên nhau nữa thì chúng ta cũng cảm thấy không hối hận khi bản thân mình đã đến với người bên cạnh mình đã hết lòng, hết dạ. Đặc biệt vô cùng. Cái đặc biệt nhất là chúng ta mỗi ngày mình an tâm, mình có niềm vui. Mình có niềm vui, mình an tâm thì ai cũng thích gặp mình. Cái quan trọng nhất là mình có niềm vui, mình an tâm thì ai cũng thích gặp mình. Tại vì người ta gặp mình là người ta có niềm vui, người ta an tâm liền à. Ai không thích gặp mình không? Bây giờ nếu như mỗi tuần chủ nhật mà quý vị gặp những đức để bất an á, thì quý vị đi đến đây làm gì? Những đức nói cái hội chúng này chắc có người đến đúng không? Người đó bị bệnh. Có người đem đến rồi để ngồi không đi đâu được á. Đem đến bắt ngồi đó đó. Tại vì sao? Lần nào chủ nhật đến cũng làm mình bất an không à, làm mình lo sợ, làm mình không còn có niềm vui. Toàn là như vậy, không đến đây làm gì, đúng không? Có nghĩa là những đức muốn cho quý vị vui thì trước nhất những đức phải vui. Nên trong nhà Phật có câu nói rất hay: trước chưa độ mình mà muốn độ người khó lắm. Cái độ mình đây, chúng ta phan nói cái chuyện xa vời là độ mình làm Phật, mà độ mình trong cái giáo pháp của Phật. Hiện tại mình đang trong giáo pháp của Phật, mình phải làm sao mình có tư tưởng sống. Mình đừng có đặt vấn đề rằng mình thành công gì đó trong cái cuộc đời này lớn lao quá, mà mình hãy đem cái giáo pháp của Phật áp dụng trong cái cuộc đời mà mình đang có, hoàn cảnh mình đang sống. Lớn nhỏ, được mắc, đều sống được tốt. Vậy thì mỗi một cương vị của mình đều có thể chấp nhận. Tại vì sao? Vì cái định luật nhân quả mình đã tin. Với cuộc đời mình có cố gắng, nhiệt tình rồi, nhưng mình vẫn không thành đạt đi đến chỗ đó. Nếu như mình cứ mãi nặng nề với cái cố gắng của mình mà tại sao mình lại không được như vậy, rồi mình cho rằng tại sao, tại sao, cứ đặt câu tại sao. Bây giờ trong nhà Phật nói rằng tại vì anh hay chị không có duyên phước này, không có duyên phước thành công này. Còn mình thì hỏi câu là tại sao người đó nó không được như tôi, nó không bằng tôi mà nó lại được như vậy, còn tôi giỏi hơn nó, tôi hơn nó mọi mặt luôn, tại sao tôi không được như vậy? Tại sao? Tại sao cuộc đời tôi như vậy? Tại sao ông trời ông bất công với tôi như vậy? Tại sao Phật Bồ Tát không thương con? Mình cứ đặt cái câu như vậy để mình tự chuốc phiền não. Thì Phật dạy mình nói rằng tại con không có phước, không có phần này thì con không có. Hiểu chưa? Mình từ nhỏ mình học rất là giỏi, mình học rất giỏi luôn, rồi mình có đủ bằng cấp luôn, rồi cái cách giao tiếp mình cũng không thua ai luôn, rất đặc biệt luôn.
Nhưng mà tất cả những việc đó mình có được và mình làm toàn là để suy nghĩ cái việc gì? Để suy nghĩ cái việc mình để thành đạt, thành công trong cái sự nghiệp thế gian thôi. Nếu mà muốn như vậy thì phải tính vào cái phước phần mà khi mình thành đạt đó đó, là nó phải có thì nó mới thành. Còn nếu như mà mình biết vì người ta thì nó sẽ chuyển cái nghiệp không thành mà nó thành công. Đó. Phải học Phật mới hiểu nguyên lý này đó. Chứ đừng có nói là tôi học giỏi, rồi tôi mọi mặt đều hơn người, rồi tôi chắc chắn sẽ thành công. Khi tôi không thành công thì tôi lại buồn chán. Đừng có nói nghĩ như vậy. Mình không có phước thì không có phần, còn có phước thì có phần, không cần nó cũng đến. Rõ ràng. Mình thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này, mình nhìn thấy có những đứa bạn mình chơi chung, mình thì mình đẹp từ đầu tới chân, mình thấy cái gì mình cũng đẹp hơn nó. Thấy cái gì cũng đẹp hơn nó, cái gì cũng xấu hơn mình, mà lạ vai cái thằng đẹp trai lại thương nó. Mà cuộc đời nó gặp bao nhiêu điều toàn là may mắn không à. Mình đẹp vậy mà mình tự nhiên không thương cái thằng này, mà mình lại lấy cái thằng mình không thương. Không thương mà phải lấy, không lấy cũng không được. Mình nói câu tại sao tao không muốn lấy mà phải lấy? Vì cái phần của mày là nó. Chứ sao, cái phần của mày là nó, hiểu không? Nó rõ ràng mà trong cái cuộc đời này mình thấy rõ ràng. Có những người rất là đẹp nhưng mà lấy làm chồng lùng xỉn, xấu quắc mà hô hốc. Còn người ta thì ngược lại, là con nhỏ con gái kia nó xấu quắc lùng xỉn hô hốc mà lại lấy thằng chồng cao ráo đẹp trai. Thế lạ chứ. Mà thằng cao ráo đẹp trai lại phục vụ nhiệt tình, hết mình thương yêu. Có khi mình nựng cái mà mình thấy mắc ói, mà người ta vẫn nựng cái người mình nhìn thấy xấu. Vì sao? Vì cái duyên giữa người này với người này, duyên đặt nợ vào, duyên và nợ nó quá dày. Nên duyên là gặp nợ là phải trả, nên tự nhiên đã nợ là phải thương. Mình thì mình nhìn mình thấy không đẹp, nhưng người ta lại thấy đẹp. Vì cái nợ người ta nhìn hoàn toàn đẹp. Cái gì mình nhìn nó không đẹp, nhưng duyên cái người đã có nợ nó nói đẹp. Mình thấy mình nói mắc ói, người ta nói trời đẹp gì mà ói. Thấy chưa? Ví dụ như bây giờ quý vị có duyên Nhận Đức đi, Nhận Đức có duyên với quý vị. Quý vị nghe Nhận Đức giảng là bị thích, ngưỡng mộ, quý mến, thích, còn đòi chụp hình chung. Nhưng mà người ta không thích rồi, người ta vừa nghe phớt qua vài ba lời thôi là thấy mắc ghét. Người ta chữ tá lạ âm binh. Bây giờ mình chen vào mình chữ lại thì mình có tội. Mình để cho người ta chữ ổng để cho tiêu cái nghiệp đi. Mình đừng có đụng vào chuyện của ổng, tại vì ổng đã từng chữ người ta, bây giờ người ta chữ lại. Còn mình thì đâu có chửi ổng, mà ổng với mình có ơn, có nghĩa, có tình. Nên bây giờ mình ngồi mình nghe ổng là mình thích à. Còn người ta với họ không có nghĩa có tình, mà chỉ có quán thôi mà. Bây giờ người ta vừa nghe qua là ghét, cay ghét đắng, ghét đắng ghét cay. Rồi có những người là tự nhiên gặp cái là thấy phản cảm, không vừa lòng, không vừa ý. Nhưng khi đến nghe rồi lại cảm thấy vui và thích, và tự nhiên cảm mến vô cùng. Trước không thương mà sau lại thương. Có những người thì trước thương mà sau không thương. Có những người vừa gặp nhau là thương, quý mến nhau, nhưng cuối cùng lại là ghét nhau. Có không? Đầy đủ hết trơn. Trong cuộc đời đầy đủ hết trơn à. Giống như cuộc đời quý vị đã từng gieo nhân á, quý vị làm đoạn đường này, từ khúc này đến khúc này quý vị làm tốt quá, thì nó trả lại quý vị cái quả báo là từ khúc này đến khúc này tốt quá. Còn từ khúc đó với khúc đó quý vị là không làm, quý vị bỏ bê, thì từ khúc đó tới khúc đó quý vị phải chịu cái quả báo là không được tốt. Còn từ khúc đó kia quý vị phá hoại, thì quý vị phải chịu từ khúc đó đi đến khúc đó là quý vị hoàn toàn bị hại và khổ đau te tua. Vậy thì ba đoạn đường trong cái cuộc đời của người mình á, tốt, xấu vừa vừa và tới xấu cực xấu, là do mình đã từng tạo cái tốt đầu tiên, hưởng cái tốt đầu tiên. Cái xấu kế tiếp là xấu vừa vừa thì chịu cái xấu vừa vừa. Cái xấu thứ ba là cực kỳ khổ và xấu, là do mình tạo cái cực kỳ khổ và xấu cho người, cho người ta, mình chịu lại. Vậy thì bây giờ mình đừng có nói câu tại sao cuộc đời tôi ngày xưa nhà giàu, hạnh phúc, sung sướng, bây giờ tôi lại khổ gì. Đó. Nên cái người giàu, cái người có điều kiện là tự nhiên ban đầu người ta biết tạo phước thêm. Tạo phước thêm. Giống như Đức đọc một câu chuyện. Cái ông quan này sách số coi ổng là sau này
ông sẽ chết đói, nằm ngoài đường chết đói. Ông vua ổng rất thương ông quan này, thì ông vua ổng nói người mà ta thương yêu như vậy mà lại làm sao chết đói. Được rồi, chẩm sẽ cho quan này một cái vùng đất mà nơi đó có thể đổ vàng được, làm vàng được luôn, thử có chết đói không. Thì ông quan này được nguyên cái vùng đất đó, ông giàu thuyết là giàu quá trời giàu luôn, nhưng mà ông lại không gặp được những đích. Phải chi ông gặp những đức, là những đức sẽ kêu ông xây chùa nuôi người già, hiểu chưa, rồi làm thang máy cho mấy bà già đi, hiểu chưa, rồi kêu ông phóng sanh, cúng dường chay tăng, làm những việc thiện, thí dụ. Thì chắc chắn rằng vì ông có khả năng, có tiền bạc nhiều gì, thì ông sẽ chuyển cái số mệnh khi sau này cuộc đời của ông, mà ông còn thịnh vượng gia đạo nữa chứ. Nhưng mà ông nghĩ rằng bây giờ ông đổ vàng được rồi, thì ông sẽ không bao giờ nghèo, làm gì ông phải chết đói với cái sự nghiệp của ông. Nhưng ai biết được cuộc đời của ông, ông cứ tha hồ nằm trên đống vàng, không tạo phước thêm. Vàng ông tạo ra nằm im đó, ông không có ăn được bao nhiêu, mà ông cũng không tạo ra luôn, thì cái phước duyên của ông nó nằm chết, chứ nó không phải là phát rộng. Thì ông phải chịu cái quả báo cuối cùng của ông là ông khi nhà vua chết đi, thì con của vua lên ngôi. Mà con của vua lên ngôi á, thì có nhiều quan đại thần cùng thờ với ông đã ghét ông rồi, nhưng không châm chích được ông là vì ông vua quá thương ông quan này. Bây giờ đến lúc ông vua này chết đi, thì quan đại thần mới chọt ngay cái thằng con trai của vua kia lên làm vua. Thì thằng con trai nghe nói ông quan này giàu như vậy, có thể tài sản ngang với vua cha, thì không vừa lòng liền, tức. Thì lúc đó bắt đầu là nhiều quan châm chích vào. Thì lúc đó ông vua này mới ra chiếu chỉ là ông đó có tội sao. Rồi bắt đầu là tịch thu hết tài sản của ông và đuổi ông không cho làm quan nữa. Thì từ đó về sau ông đi ăn xin, và cuối cùng không ai cho ông, ông chết đói nằm giữa chợ. Đó, thì thấy không? Bởi những đức nói không gặp những đức là chết. Hiểu không? Đó, nếu như nghe được Phật pháp thì làm trước thời gian liền. Mà làm cũng là ý nghĩa, dạy gì không làm. Tại vì khi mình chết đi mình có cầm vàng thấy được không? Không. Bây giờ quý vị nghe qua những câu chuyện gì đó, lý luận từ xa và gần, để rồi mỗi người nghe và tự xem lại mình. Nghe rồi tự xem lại mình trong cuộc đời này, chúng ta tạo ra rồi chúng ta cầm cái gì đi theo trong cuộc đời này. Một là thiện hay là ác. Quý vị hãy xem lại chúng ta muốn cầm cái gì theo trong cuộc đời chúng ta. Nếu như thiện thì chúng ta đi đến thiện, ác thì chúng ta đi đến ác. Không có ai dạy khờ gì. Nếu như bậc trí thức thì càng khôn hơn nữa. Không có dạy gì đi cầm ác, đi gặp vua Diêm Vương tính sổ đâu quý vị à. Đa phần chúng ta muốn cầm thiện nhiều. Thiện thì cái thiện sẽ phát trước. Thí dụ như giữa thiện và ác trong lục đạo, quý vị khi tàm thiện lớn quá thì đời sau quý vị sẽ thiện tiếp tục, làm thiện mà hưởng thiện nữa. Ác còn hay không? Còn, nhưng ác lùi lại. Ác lùi lại. Thí dụ như bây giờ một cái nhà 5 tầng, thiện ác, thiện ác, thiện ác, cho 6 tầng đi dễ hơn. Cái ác đầu tiên khi mình vừa sanh ra đời này là khổ ác. Khổ. Nhưng mà cái duyên chủng tử của mình là nghe Phật pháp, may mắn quá. Những đức nè, khổ nè, nghèo khổ nè. Nghe Phật pháp tức khắc những đức, phát tâm những đức làm quá mạnh luôn. Thì cái ác nó vẫn nằm im ở đó, nhưng mà cái thiện nó chắc lên ác. Thiện nó chắc lên ác. Thiện nó đã chắc lên ác rồi, nó nằm trên ác, nhưng ác nó vẫn còn nằm ở dưới á, còn nằm y nguyên không có mắt. Thiện nó nằm trên. Thiện nó nằm trên thì thiện nó phát ra trước. Thiện nó phát ra trước nên những đức có phước liền nè, thấy chưa? Có phước có duyên liền nè. Thì thiện nó đang nằm ở trên, thì những đức thẳng sẵn cái đà thiện này, những đức tiến luôn, nỗ lực làm thiện nữa, nỗ lực giúp người, nỗ lực khuyên người, gặp thờ nỗ lực làm luôn, làm tớ luôn. Gọi là kẻ biết thờ là trang tướng kiệt mà. Cơ hội của cái thờ vặn mình, biết rồi, nhìn thấy rồi, tiến làm tới cùng.
thì cái thiện cái đức nó cứ chắc cao lên. Thêm tín nguyện niệm Phật như đức nó mạnh nữa, thì trước nhất dù cái nghiệp những đức nó còn rất nhiều nằm ở dưới, rất nhiều, nhưng mà nó đẩy như đức thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Về tới Cực Lạc rồi là nó tự tiêu hết. Hiểu chưa? Nó quá đạt tiêu chuẩn, nó quá đặc biệt luôn, đúng không? Thì thấy cơ hội tuyệt vời chưa? Còn nếu quý vị còn trong lục đạo luân hồi này thì cái phước nó quá dày, đời sau làm người và phước rất rất là lớn luôn. Nhưng mà sợ phước lớn đời sau vì không tu. Nên Ấn Tổ nghe nói cái người niệm Phật phước quá lớn, đời sau làm người phước quá lớn. Phước quá lớn lại không tu. Không tu gọi là hưởng si phước. Mà hưởng si phước thì đời thứ ba đọ. Đời thứ ba đọ. Đây mới ghê nè. Đời thứ ba đọ là nó vô lượng kiếp, chủng tử nó vẫn còn, nhưng mà nó một dòng thời gian cực kỳ dài, gọi là vô lượng kiếp. Mà cái vô lượng kiếp đó gặp lại Phật Pháp, nó cũng chưa có cơ hội gặp được như gì nữa. Cái cơ hội mà gặp như vậy là nó cực kỳ quan trọng nè. Trong cái thời vặn mà mình đang gặp trong cái thời cuộc này nó mới quan trọng. Cái thời cuộc này nó đã khổ rồi, mà thời cuộc này vẫn có người mà mình gặp được người gì là may lắm. Nó qua một khoảng thời gian vô lượng kiếp thì gặp lại Phật Pháp, là Phật Pháp thời đó nó quá si à. Nó si đến mức cực điểm, lòng người cực kỳ ác thì Phật Pháp quá si. Thì lúc đó ai dạy quý vị mà quý vị ở trong giáo pháp? Tuy quý vị gặp Phật Pháp nhưng không được người dạy, và quý vị được người ta dẫn dắt trong Phật Pháp mà lại sai lầm, không đúng vào cái chiều hướng của Phật dạy niệm Phật để thành công, mà người ta dạy gì cái khác. Nó cũng là Phật Pháp nhưng lại dạy gì cái khác. Thì một đời mình đi qua mau, rất là mau, thì tất cả những việc làm mình phước toàn nó hủ lậu hết. Thì tiếp tục mình đọa lạc, thì mình cho gì một dòng sanh tử của mình nó quá dài, rồi biết chừng nào mà chúng ta giải thoát đây. Nên đời này là cái đời quan trọng nhất. Đừng có nói cái đời sao làm người tu nữa gì hết trơn á. Mà đời này, muốn đời này mà được giải thoát để thành tựu con đường này, thì nhất định đời này phải nắm chắc câu Phật hiệu. Nắm chắc ngay câu Phật hiệu nghe. Đó, cái này là quan trọng lắm đó. Mà nghe gì rồi thấy trong lòng nó mát mẻ vô cùng. Tại vì mình nghĩ tương lai mình về Cực Lạc rồi nên mình sung sướng quá. Không phải nói là về đó để sung sướng hưởng thụ cá nhân gì hết, nhưng mà mình về đó mình mới có khả năng mình đi đó để mình độ người ta. Nên độ người đừng có giỏi vàng quá, mà mình cũng đừng bê tha. Mình nhiệt tình khi người ta đến với mình thì mình hết lòng. Nó nên những đức thấy cái duyên những đức á, là đặc biệt là những đức lại có duyên với con người và nói chuyện con người vui, người ta thích. Nhưng hòa thượng mình thì cực kỳ có duyên xây chùa. Nếu như hòa thượng có duyên xây chùa mà có duyên như những đức luôn thì những đức không có phần, không có phần đó, hiểu không? Nhưng mà những đức lại có cái duyên này, hòa thượng lại có cái duyên kia, hai cái duyên nó kết hợp lại thành đại nhân duyên. Tuyệt vời thiệt chứ. Đó, thì những đức nhìn qua cái thờ vặn của mình là nó đến thờ phải làm tới luôn rồi. Nếu như thời cuộc bây giờ mà không làm thì chờ chừng nào làm? Nên những đức bên cạnh hòa thượng cứ nung đúc tinh thần, say đi hòa thượng, say đi hòa thượng, cho người già ở hòa thượng. Cứ nung đúc tinh thần say đi hòa thượng thì thích say, gặp những đức thì say đi hòa thượng, say đi hòa thượng, cứ làm gì. Quý vị biết một con người mà làm một cái việc đó mà có con người nung đúc, người ta thích dữ lắm. Nhưng có người thì cứ cản hoài, trong lòng mình nó cũng bị lùi lùi lại quý vị. Nhưng mà có một cái người mà nó tâm quyết và nó kêu say đi, nó nỗ lực lên say đi, con có tiền con đưa hòa thượng hết cho hòa thượng say. Tự nhiên hòa thượng say quá trời, nay em đập cái nhà banh chành bên nhà bên kia đi. Đập nhà banh chành bên kia rồi. Bữa sáng đi mà bà tới đào móng tùm lum tùm lao bên kia bên. Say quá trời say luôn. Thốt mà. Tại vì mấy cái nhà đó tương lai mình cho mấy bà già ở, hiểu không? Đó, nên quý vị biết rằng là thêm ở ngoài trước chùa, ở ngoài trước nữa, thấy không? Đó, cái đạo tràng ngoài trước đó. Những đức nói nếu mà cuộc đời những đức mà làm cư sĩ, những đức có khoảng cỡ vài chục tỷ rồi đó. Là những đức vớt cái vị trí ngoài đó liền đó quý vị. Vớt liền, vớt một đạo tràng liền, không nói dòng do chứ. Nếu mà tính vào cái đầu tư của mình đó là đẹp quá. Vì sao? Vì cái lượng đắc của hòa thượng hơn cái tiền mình bỏ ra rất nhiều. Quý vị tính vậy nó mới đặc sắc, tính vậy mới khéo. Tiền của mình lại đặt vào đắc hòa thượng, mà đắc hòa thượng lại là đắc của Tam Bảo. Tiền của mình lại tiền ở thế gian, mình đem tiền thế gian đắp vào cái đắc của Tam Bảo. Hiểu chưa? Nếu bây giờ đắc của hòa thượng mà không có nhà thì không ai ở trên đắc. Mà nhà mà không có đắc thì nhà ở đâu? Trời ơi, cái này đúng là ghê gớm thiệt chứ.
Nên vì sao người ta tụng kinh Địa Tạng, người ta nói quan trọng. Nghe không? Địa là đất, hiểu quý vị. Nếu không có đất làm sao có con người ở? Mà không có kinh giáo là tạng kinh thì làm sao con người hiểu được con đường giải thoát? Nên kinh Địa Tạng vì sao nó quan trọng? Vì Địa Tạng. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới đem cái giáo pháp thời gian mà ngài khi nhập Niết Bàn giao cho ngài Địa Tạng Bồ Tát cai quản. Hiểu chưa? Nên từ nơi Địa Tạng mà. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng á, chúng ta biết tu phước tu duyên thì đúng là chúng ta sẽ làm tới liền. Tại vì mình biết cái thứ này mình không cầm theo được mà. Đi mỗi ngày ngó nhìn nó chỉ cho nó mệt. Nó giờ có tài sản rồi có của cải, mình chỉ là gì? Mình chỉ sống và có được và nhìn vào vợ và chồng và con, nhìn cái hiện tại đừng nhìn xa quá. Và chúng ta đem cái tiền bạc của cải vật chất có được chúng ta tu phước duyên hết. Chúng ta chỉ cần cuộc sống mình có được ổn định. Thí dụ như mình giàu vô cùng mình có chiếc xe đi là được rồi. Sự nghiệp mình kiếm được lai rai, mình làm lai rai rai. Còn tất cả những cái mình quá thừa của cải mình nhiều thiệt nhiều, mình giải quyết hết để mình đem tất cả cái của cải thế gian mình đắp vào ngay đất Tam Bảo hết. Đó là người cực kỳ khôn. Mà đặt vào cái ngôi Tam Bảo mà Tam Bảo lại sẽ có người tu đâu. Bây giờ quý vị đặt vào ngôi Tam Bảo, quý vị xem ngôi Tam Bảo đó, cái người đó, cái người mà đứng ở trong ngôi Tam Bảo đó có duyên hay không. Cái đó là cái góc độ tu phước duyên thật sự có trí tuệ. Thí dụ như ngôi Tam Bảo đó có thể 50 năm sau mới có người đến. Thì bây giờ quý vị phải chịu 50 năm sau mới phát triển được ngôi Tam Bảo đó. Cái phước quý vị đặt vào, hạt giống trồng vào, tới 50 năm sau nó mới ra mầm thôi. Ghê không? Thời gian nó phải chịu lâu như vậy đó. Còn bây giờ cái ngôi Tam Bảo ở đây và bên Đại Tùng Lâm là nó đã trải qua thời gian cực kỳ dài. Quý vị hãy xem qua lịch sử Đại Tùng Lâm đã có thời gian dài bao nhiêu thời gian. Từ những vị đi trước khai quang đất đai và đất ở nơi đó trở thành đất Tam Bảo, và tới đời của Hòa Thượng kiến lập Đại Tùng Lâm, xây dựng lại rất nhiều. Hiểu chưa? Rồi tới đời của những đức lại được nhân duyên đến nơi đó. Thì quý vị biết thời gian nó đã trải qua cái nền móng để lót rất dày, và tới con người này đi đến nơi đó thì nó sắp sửa ra hoa. Hiểu không quý vị? Chưa? Đó là cái góc độ như Đức chỉ quý vị đi tu phước tu duyên đó. Ra hoa rồi thì bắt đầu là mình đem hạt giống đến dùng đất đó là nó ra mầm liền. Không nói dòng do gì. Nó ra mầm kết quả, không nói dòng do. Tại vì nó đã đến lúc rồi. Đất này đến lúc nó màu mỡ rồi. Còn ngày xưa trải qua thời gian rất dài nó khô cằn. Hiểu chưa? Cái nói đó là nói mở rộng đó nghe. Nghe và hiểu và mở rộng ra. Nó khô cằn thời gian lâu. Và đến lúc nó đã màu mỡ phù sa mọc lên rồi. Thì bây giờ đem hạt giống mà trồng vào là tức khắc lên liền. Không nói dòng do. Hạt giống không bao giờ chết. Nên cái thời cuộc mà chúng ta đang phát triển vì tịnh độ mà lại nuôi người già. Mà bây giờ mình khuyên người niệm Phật mà lại nuôi người già, mà nuôi người già lại cho người già niệm Phật, mà người già trong thời cuộc này lại nhiều người già khổ nữa. Mà thời cuộc càng phát triển thì con càng bất hiếu, mà con càng bất hiếu thì già càng khổ. Mà bây giờ mình lại nuôi người già, mà lại an tâm cho người già, mà lại khuyên người già niệm Phật, mà lại tiễn đưa người già đi đến một nơi an vui. Thì bị nghĩ sao? Nghĩ sao? Phải thịnh pháp không? Đem cái giáo pháp của Phật đúng nơi đúng chỗ áp vào con người, thịnh pháp. Đúng là quá tuyệt vời. Gặp được cái thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì nếu những đức là một người cư sĩ có điều kiện sẽ đầu tư ngay chỗ này. Đầu tư ngay chỗ này là những đức nhìn qua chiều hướng nào? Một là Hòa Thượng còn tại thế, hai là có một người quá mạnh mẽ quyết định để làm việc cho chúng sanh. Cái tâm đó của họ được Phật gia hộ cho họ. Cái tâm Hòa Thượng như vậy Phật gia hộ cho Hòa Thượng. Thì cái thời của Hòa Thượng còn tại thế dù là 10 năm, 20 năm sau thí dụ, thì quý vị biết cái nhân quý vị trồng vào đó nó lợi ích cỡ nào chưa? Rồi thêm cái tâm những đức có cái tâm này, cái tâm lại gây dựng cho các thầy các chú này để trở thành con người tiếp tục như những đức. Thì quý vị coi cái nhân quý vị tạo vào, đắp vào quá phù hợp rồi. Mà những người bên cạnh những đức là hiện tại nó đang đương thờ người sao? Biết nghe lời. Người biết nghe lời những đức mà người thấy sợ những đức là vì sao? Vì những đức đang đương thờ quá. Phước duyên, oai lực, tư tưởng mạnh mẽ, quyết đoán là những đức đang đương thờ nó quá mạnh quý vị. Người ta gặp những đức người ta thấy sợ. Sợ và nghe lời. Chứ những đức chưa đến nỗi gọi là si phước. Hiểu chưa? Mà làm sao si phước? Tạo phước không sao si. Nên từ nơi đó mà những cái điều thiên thời địa lợi nhân hòa này, khi quý vị cúng dường phải nhìn ra được. Cúng dường phải nhìn ra được. Chỉ gió.
Hiểu không? Đó, cái phước lớn là chỉ cho người ta thấy, chứ không phải là mình đi ôm cái đó mình đi cắt tầm bậy, bắt ăn mà chết luôn, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Đem tiền của người ta mà đem đi giấu cắt mà bắt ăn mà chết luôn, đừng có nói lỡ mình chết bất đắc kỳ tử làm sao đây. Ba mấy cái đó mình đem mình giữ, trong khi người ta đưa cho mình để làm. Nên hòa thượng mình những đức cũng nhìn ra được cái tuổi hòa thượng lớn. Tại sao mà những đức nói mấy anh em trong chùa, những đức nói tại sao mà hòa thượng ra kêu làm là hòa thượng ưa la ưa gầy, hói thuốc nhanh. Vì sao? 82 rồi còn gì, 82 tuổi rồi còn gì. Quý vị trong cái thời cuộc 82 tuổi quý vị có như vậy hay không? Không lẽ 82 tuổi mà quý vị như người 42 tuổi? Hòa thượng 82 tuổi rồi thì ngọn đèn này giống như treo trước gió rồi. Bây giờ hòa thượng đang còn ngọn đèn sáng lên được, hòa thượng cố gắng đi cho nhanh, để theo gió thổi ngọn đèn tắt sao. Nên hòa thượng cố gắng phải làm cho nhanh. Nên cái gì hòa thượng làm cũng muốn cho nhanh cho nhanh. Nên những đức bên cạnh, những đức cũng hiểu tính hòa thượng. Nên hòa thượng thấy thằng này nói là làm liền, tao chịu. Thấy chưa? Rõ ràng nhìn được người già mà. Đó, đó là cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như những đức mà người lề rề là hòa thượng không chịu đâu quý vị, không bao giờ chịu. Đó, nên những điều những đức chia sẻ đó cho quý vị nhận thức được. Để bên Đại Tùng Lâm, những đức nhìn cái vùng đất nó quá rộng rồi, đất nó còn rất nhiều. Nếu như mà mỗi cái vùng đất đó mà mỗi một địa điểm mà một đạo tràng chừng trăm mấy mà nuôi ấy, tuyệt. Cách làm này rất hay. Tại vì sao? Đừng có gom là một cái vị trí quá lớn để một người quản. Tại một người quản, những người kia nó sẽ không có phát triển. Nên mình cho ra một cái vị trí chừng trăm mấy, 200 để cho một chú, một thầy quản, 4-5 chú phụ trợ. Rồi bắt đầu là cho mấy bà già qua để hình thành đạo tràng. Rồi nhận thêm đưa vô. Thì mỗi vị trí những đức là tổng kết quản lý, trên là hòa thượng xây chùa, là viện chủ. Còn mình là người tổng thể quan sát, đưa phương pháp tu vào vị trí đó, đặt trách vào sự việc phải làm như vậy đó, phải phát triển như vậy đó. Anh em dở cỡ nào cũng phải phát triển. Thì như vậy quý vị biết rằng cái Đại Tùng Lâm mà từ các vị đi trước khai sơn và cho tới đời này thì đúng là các ngài vui cười nơi Phật quốc. À, thật sự đó. Tại vì nó đã ra qua kết quả rồi. Như hòa thượng bây giờ ngày xây chùa cả đời ngày, bây giờ đến lúc ngày ngồi ngày cười không đó. Quý vị thấy chưa? Đi vòng vòng cứ cười suốt luôn. Vì sao? Vì cái cảnh quan hòa thượng xây và người ta cúng dường cho hòa thượng. Hòa thượng làm ra và bây giờ nó đã kết quả. Nói quý vị coi cái ngôi chùa mới chưa xong gì hết mà người ta đã ở 400 mà còn gì nữa. Vì đầu tư vào chỗ đó quý vị thấy cỡ nào chưa? Đó. Còn có những nơi người ta có thể bỏ một số tiền cực kỳ lớn ra, vài ngàn tỷ luôn. Người ta xây một ngôi chùa luôn mà ngôi chùa xong vắng tanh đi chùa Bà Đanh. Cả đến nỗi mà người ta còn mướn đi vô đó quét chùa, tưới cây. Còn bây giờ quý vị coi cái Đại Tùng Lâm gì mà mấy bà già, đừng có nói mà nuôi người già không làm được gì. Buổi sáng như đức đi một vòng Đại Tùng Lâm như đức quan sát. Đang đi quan sát, người mình là người lãnh đạo phải kỹ. Ngày xưa tại sao mà người ta làm vua mà nước, cái thời điểm nào mà ông vua mà đất nước thịnh trị là biết sao? Là ông vua này ông ưa đi thám tính quân tình, hoặc là đi đến cái nơi nhân gian khổ. Ông giả dạng thường gian, ông đi coi. Ông coi coi người làm quan trị vì thiên hạ chỗ đó làm sao, cai quản dùng đất làm sao, rồi dân tình kêu ca làm sao, nhân dân đang nói ông vua làm sao. Ông coi lại mà vua, nhân dân khen vua là sao, ông theo đó mà ông cố gắng. Còn nếu như mà thời điểm nào mà ông vua ngồi một đống đó mà hưởng thụ, ăn nhậu bê tha vui chơi, thì đất nước cái thời cuộc ông vua đó chắc chắn không thịnh trị. Hiểu chưa? Nên mình phải đi quan sát, mình đi coi tình hình. Chùa chiền rộng rãi vậy mà tại sao sạch? Mấy bà già, bà cầm chổi, bà đi vòng, bà lụm lá cây, bà quét. Mà bà nào cũng đeo máy niệm Phật, cứ quét bà niệm Phật. Vì nhìn cái vì nó công nhận hay ghê. Tuy là nói người ta tưởng nó nuôi người già không làm được gì, không ngờ mấy bà cụ già bà làm cho ngôi chùa thượng sạch bóng. Bà quét, bà hốt, bà làm tối ngày, lụm cụm làm hoài, coi như nhà bà ấy cảm ơn hòa thượng mà. Cố gắng dọn dẹp sạch sẽ trơn chùa chiên. Đại Tùng Lâm rộng vậy mà chỗ nào cũng sạch, quý vị đi dọc đường quý vị coi phải không? Nó là mấy bà cụ già đông vậy đó. Nó nên quý vị thấy rõ ràng luôn á, thấy không? Nếu mà nuôi người trẻ không chưa chắc á. Chưa chắc. Trẻ không mà đông thì bắt đầu họ bắt đầu cái này cái kia tùm lum, tranh cạnh nhau. Còn bây giờ già thì thôi cố gắng, được nương tựa là mừng rồi, thấy không? Nên những đức nói rằng tất cả quý thầy quý ni rồi mà nếu đủ duyên chùa chiền mình nuôi số người già đi. Mỗi chùa nuôi số người già
bây giờ tu pháp gì tu. Nhưng nên lập cho các cụ cái đạo tràng niệm Phật, cho các cụ niệm Phật đi. Tại kệ bây giờ họ tu không được như mình thì thôi cho họ niệm Phật đi, cũng là cái pháp của Phật dạy mà. Vậy đó thì cái tâm mình đặc biệt quá. Còn bây giờ mình tu môn này họ tu không được, mà mình ta tạo ra cái tự là chùa chiền, mà bây giờ mà không, họ không đến tu được thì uổng cái nơi mình xây dựng ra quá. Thì thôi giờ mình lập ra một phía nào đó bên để cho người ta già niệm Phật đi, còn mình tu cái môn này được thì mình cứ duy trì mình tu. Cái tâm mình vậy thì mình biết đem cái giáo pháp của Phật để áp dụng vào đúng con người phù hợp. Đặc biệt quá quý vị, quá đặc biệt luôn đó. Nên á, ví dụ như chùa chúng ta đông gì cũng chưa phải nói là thịnh pháp. Vì sao? Vì nếu như những con người đi đến đây chỉ có vui cười bình thường, không về lo tu, không có tâm giải thoát thì đâu phải thịnh pháp đâu. Cái giáo pháp của Phật là có người tu, có người hành và có người kết quả thì mới thịnh. Ví dụ như chùa chúng ta năm ngoái có nhiều cụ biết ngày giờ giảng sanh, ra đi đồ đặc biệt này kia. Từ nơi đó gọi là giáo pháp của Phật có kết quả. Từ nơi đó ít gì người ta cũng sẽ tiếp nhận, hiểu không? Còn nếu như bây giờ mà tu thiệt là đông nhưng mà toàn là hơn thua đấu đá tranh giành tá lả âm binh chứ, thì dù quý vị có nhìn đông cỡ nào đông nhưng mà nó không phải là thịnh. Nên mình phải nhìn sâu sắc vô cùng, nhìn cực kỳ sâu sắc, nhìn để hiểu, nghĩ để biết, để hiểu, hiểu để mình hành của mình, chứ không phải hiểu để mà mình đi nhìn họ để mình chấp chích họ làm gì. Nhưng mà quý vị phải là hiểu. Nếu quý vị không hiểu thì quý vị là mù mờ. Nên nói rằng người ta gạt mình mà lỡ mình là ngay chỗ nào gạt mình mà lỡ mình. Gạt mình hiểu mà vẫn để người ta gạt mình là mình hành được cái chữ nhẫn. Nên lỡ mình là hiểu mà bị gạt. Còn người ta gạt mình mà mình mù mờ, mình mê hoặc điên đảo thì mình không có lỡ. Mù mờ mà, hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ quý vị, vì thấy một cái nơi cúng dường thiên tăng đi, vì đi đến ở đó bị đi vòng chơi vậy đó, quan sát vòng chơi, bị nhìn hết đi, vì sẽ học rất nhiều thứ hay luôn, cực kỳ học nhiều thứ hay, khỏi ai nói một câu vậy chứ. Quý vị hãy đi lặng lủi vào đó bị đi đi, quý vị sẽ học cực kỳ nhiều cái hay luôn. Thì quý vị biết cái giáo pháp của Phật thịnh hay si liền à? Và cái người ở trong cái giáo pháp của Phật, cái người áp dụng đó là biết giáo pháp của Phật là người áp dụng thịnh hay là si. Thịnh là người đó lợi ích, thịnh. Si là người đó không có lợi ích, là si. Quý vị biết rằng cái người mà ở trong cái giáo pháp của Phật không có thiếu đâu. Mà mình lại ở trong cái giáo pháp của Phật mà mình thiếu là mình si. Mà mình ở trong cái giáo pháp của Phật mà mình luôn luôn biết đủ là thịnh. Ở trong cái giáo pháp của Phật là thịnh, lúc nào cũng đủ chứ, không bao giờ si đâu. Chắc chắn nếu chân thật mà áp dụng thì cái phước người học Phật lớn dữ lắm, cực kỳ lớn luôn. Nên từ nơi đó quý vị là người học Phật mà quý vị có thể biết quan sát, biết nhìn ra. Nên từ nơi đó, nhất là cái chỗ đông người, Phật tử người ta đi đến chùa cực kỳ đông người, người ta cũng chịu tu vậy đó. Nhưng mà buông ra một cái là một số người mình nhìn ra được, một số người thì mình tính ra, còn một số người ta rất chịu tu cũng được rồi. Được rồi, hạng cư sĩ, người ta chịu tu như vậy là được rồi. Rồi biết sao còn vài ba người khi người ta ăn uống hay cái gì cái người ta sợ hết, người ta nhảy vô người ta giật, thì giờ không giật là đói thì sao? Từ nơi đó bây giờ cái người mình nó còn là phàm phu mà. Nhưng mà nhìn rất là nhiều người, người ta không có như vậy, thì mình nên nhìn cái khía cạnh, mình nhìn ra tổng thể, chứ mình đừng có bao quát hoàn toàn đánh giá cả cái đạo tràng của người ta là mình thất bại. Còn mình ở trong nguyên một cái vị trí của tăng đoàn thiệt là đông, mình nên quan sát tăng đoàn. Có những người người ta cũng rất là tốt, nhưng có những người nó cũng rất là kỳ cục. Mình đừng có đem cái người kỳ cục để đặt vô tất cả những con người ở trong tăng đoàn, để bê, có nghĩa là để mình mà coi xem thường mình nói họ, mình xem thường họ thì mình xem thường hết dân, nó coi có không được. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình ở trong cái giáo đoàn của Phật mình nhìn nhận ra được. Dù là cư sĩ hay xuất gia gì, nếu quý vị có góc độ thì cái góc độ học quý vị nó rất là sâu sắc. Học đây không phải là học cái cuốn sách nào chứ, mà là học đây là học cái trực tiếp rõ ràng cho quý vị luôn. Như bên kia cúng thiên tăng hồi sáng, như Đức đi một vòng, như Đức đi quan sát, học được quá trời nhiều thứ học luôn. Nên những Đức gặp mấy huynh đệ quen, mấy ông đang ngồi ở quán cà phê, mấy ông đang ngồi cầm thuốc rồi hút kịch liệt luôn. Mấy ông rủ như Đức, ông nói: "Thầy Đức, lâu quá không gặp, vô uống ly cà phê." Nhưng Đức nói: "Công việc bận quá,
ra đây anh em nói chuyện vài câu chứ. Cái ông bước ra, những đứa cặp cổ, những đứa nói mai mốt có hút thuốc á, kiếm chỗ khác hút. Mình hút là cá nhân thôi, ngồi đây hút nhiều người nhìn quá, rủ tôi vô kỳ quá. Tôi không có hút mà lại mang tiếng chung, ngu gì vô. Hiểu chưa? Mình không có bài bác họ mà mình nói họ hút thì kiếm chỗ nào hút đi. Mình là hình tướng người tu, mình đi ngồi đây, mình gác chân, mình hút thuốc, mình nghiêu ngao. Kìa, cư sĩ nó ngồi xung quanh, là sao mình không quan sát? Mấy anh huynh đệ nên quan sát xung quanh một chút. Mình ăn cho nó lâu. Ăn lâu vẫn là kẻ khôn hơn là ăn nhất thờ. Người ta, Phật tử nó nhìn mình, nó cúng mình có ăn, thì bản thân mình phải quan sát. Ít gì mình cũng đi đứng coi được trước mặt nó một chút để nó cúng. Hiểu chưa? Tội lỗi đọa lạc sau này thì tính sao đi. Còn cái chuyện mà mình làm thì trước mặt mọi người khéo một chút, kỹ một chút. Tôi nè, tôi phương tiện của tôi không có đi đâu chơi nè. Tôi đi xe cộ đàng hoàng. Nhưng tôi biết, ngày xưa khi tôi chưa tu, tôi nhìn người ta chạy xe tay ga mà xuất gia là tôi đã đánh giá rồi. Chứ không đi, không chỉ đi xe hơi. Hiểu chưa? Nên tôi đã từng đánh giá người ta thì tôi cũng nhất định tôi cũng bị người khác đánh giá tôi à. Nên khi tôi đi ra đường lúc nào tôi cũng đội nón và bịt khẩu trang. Thà tôi đi tôi không cho người ta biết tôi là người xuất gia. Hiểu chưa? Ta nói khôn khéo, gian thì phải ngoan. Người sống trong cái cuộc đời này phải gì? Anh đi đưa cái đầu chọc lóc anh ra, nó đâu có biết anh làm cái chuyện gì. Có khi anh cũng giống như bao nhiêu con người khác, nó đánh giá cả đám. Thôi tốt nhất tôi đội cái nón là tôi bịt khẩu trang là tôi đi. Không ai biết tôi là ai. Đi đến chùa tôi xuống thì tôi bước xuống các cụ ai cũng hiểu tôi. Ai với Đạo Phật. Còn ngoài đường nó đâu có hiểu tôi. Tôi đâu có lộ mặt ở ngoài đường đưa cái đầu chọc lóc làm chi. Nó nói thầy chùa này mà tu cái gì, đi ra hơ được không. Nó đều đánh giá, đánh giá như vậy đó, hiểu chưa. Nhưng mà nó đâu có biết thầy chùa này làm cái gì. Ví dụ như bây giờ nó không có phước sao đi xe hơi. Mày không có phước mà leo xe hơi nó đụng mày banh xác á. Chứ đừng có nói mà đi xe hơi. Có phước mới hưởng được, phải nhớ nghe. Mà muốn có phước mày phải làm cái gì mày mới được. Thí dụ như bây giờ ở ngoài đời người ta cố gắng, cố công ta làm. Người ta có tiền, người ta nuôi vợ, nuôi con, người ta có tiền, người ta mua xe hơi, người ta đi đúng không? Người ta chỉ lo một gia đình. Còn đây tôi lo cho bao nhiêu con người cái phước này hưởng không có ăn thua gì với tôi chứ. Tôi không có dùng cái phương tiện này đi chơi ở đâu chứ, hiểu chưa? Thí dụ như đây bên kia đi cả ngày, đi sớm, đi muộn, đi tùm lum, mưa gió tá lạ. Tôi bây giờ cũng 42 tuổi phải giữ sức chứ, để nuôi cho đại chúng chứ, hiểu chưa? Giữ sức khỏe để nuôi đại chúng chứ. Tôi đi bằng đêm bằng hôm, tá lạ âm binh. Biết đâu tôi đi ngang dọc đường có gặp thằng xe dụ, xe gụ. Nó quất tôi một phát nằm đóng rồi, ai nuôi với bà già. Tôi đi xe hơi có gì tôi lủi được. Hiểu chưa? Nên từ đó tôi đâu có dùng phương tiện này đi chơi như ngày xưa đi ăn nhậu đâu mà tôi sợ. Đó, nhưng mà mình đi ra đường người ta vẫn nhìn ngó mình. Nên tốt nhất, đặc biệt nhất là như thế nào? Mình đừng có hiện cái tướng đó đi ở ngoài đường như vậy. Nên tôi đội nón, bịt khẩu trang. Quý vị thấy không? Nên người tu mình nó khó lắm, nó không có dễ. Người ta cư sĩ ngoài đời sao cũng được. Nên người tu của mình, tuy là mình không có đánh giá ai làm gì, nhưng mà thôi, trước mặt bao nhiêu con người mình khéo léo một chút. Thí dụ như mình vẫn còn hút thuốc, đó là cái nghiệp duyên của mình. Thôi mình kiếm chỗ nào mình ngồi đại đi, cái cây nào. Không, những đức nghĩ là nghe gì chắc ai cũng thích, ai cũng chịu, ai cũng đồng tình thôi. Chứ những đức đâu có nói cái đó là những đức bài xích đâu. Nhưng mà thôi chúng ta kiếm chỗ nào, tại gặp mấy ông anh em huynh đệ, ông rủ mình, những đức vú cà phê chứ. Những đức nói thôi ra đây nè, đứng nói chuyện mấy câu. Mấy ảnh bước ra, bây giờ mình cũng có quy cũng ngon, bước ra liền. Hiểu chưa? Bước ra. Chứ cu ly là cu ly mà kêu không bước ra đâu quý vị. Kêu ra, ra đây nói chuyện chơi vài câu nè. Ngày xưa giờ cũng có qua, có qua nên bây giờ kêu một cái là chạy cái liền, thấy chưa? Bước ra như thế nói nè, anh em huynh đệ, gian thì phải ngoan, hút chỗ nào khác đi. Nhìn xung quanh cư sĩ nó đang nhìn mình kìa, quan sát một chút. Cư sĩ nhìn mình, rồi nhiều cư sĩ tu nhìn mình, nó định chiến này cúng 500, biết đâu nó rút lại bớt còn 300 làm sao, ổn quá. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhìn mình ngon ngon nó sẽ cúng nhiều một chút. Hiểu chưa? Hiểu quý vị công nhận không? Bây giờ ví dụ quý vị gặp những đức vị cúng khác hoàn toàn chưa? Trời, có những người ta gặp những đức ta cúng mà đến nỗi mà thôi khỏi cần nói tới đi.
cũng đến mức mà để anh bàn này, mấy cô cứ lụm đem đi cắt đi điếm. Nhân Đức có coi tới đâu, cũng đến mức gì quá trời, nên Nhân Đức mới đưa Hòa Thượng xây chùa đâu, hỗ trợ Hòa Thượng. Thì đó là những điều Nhân Đức nói, Nhân Đức không có bài xích ai. Nhưng mà nếu những anh em nào, huynh đệ nào mình cùng cái tư tưởng mình đi tu nhau, vì Nhân Đức cũng là một thanh niên ngoài đời mà cũng là lang bạc mà, hư hỏng chứ hay ho gì đâu. Nhưng mà cái nào chỗ nào chơi ra chơi phải khéo. Như vậy thì con người nó mới đặc biệt chứ. Con người thì ai cũng có cái hư chút, nhưng mà mình phải khéo. Chứ nếu như mà mình bài bác bên ngoài quá thì nó cả đám chịu khổ chứ, cái vàng tăng bảo mình à, hiểu không? Nó nên thì biết rằng nó nên từ nơi đó mà. Con là ngày xưa ở trên Đà Lạt, Nhân Đức thì thật sự mà nói, Nhân Đức cũng là một thanh niên hung dữ ấy, nhìn mặt biết rồi đúng không? Có một lần cái người này cũng tu, vô chùa họ đứng ngay cổng chùa xin tiền quá trời luôn, làm chuyện tùm lum tùm la vậy bạ. Nhân Đức ra, Nhân Đức nói không nghe, Nhân Đức kéo ở phía sau quất chặt, quýnh luôn. Quýnh xong Nhân Đức nói nè, cái chuyện làm này thì Nhân Đức không nói tới, mà nói nhiều người chúng ta bị chịu quá, hiểu không? Thôi mai mốt tránh vô khác, bị quýnh chập này mai mốt đừng lỡ nữa nghe. Bị lỡ lần nào là quýnh lần nấy á. Mà nói nhỏ xíu không ai biết, quýnh xong không ai biết chứ. Quýnh xong mà nói rõ ràng đàng hoàng hết trơn, rồi xong kêu đi về đi, rồi đi cúng dường thêm 2 triệu để mua thuốc sức. Kinh khủng vậy quý vị. Sao mà hồi xưa là còn cư sĩ quản chúng hiểu chưa, nó vớt luôn. Rồi xong rồi nói là tại vì thật sự mà nói thì cái việc làm này khéo léo một chút ăn lâu dài, chứ đứng làm gì cả đám mình chịu hết trơn, kỳ quá. Hiểu không? Xung quanh nhà văn xung quanh nó nhìn quá, nó nói cả đám hết trơn kỳ lắm, hiểu không? Nói luôn Đức Phật kỳ cục quá. Mình thì thôi cá nhân mình khéo léo khéo một chút nghe chưa, mai mốt coi khéo khéo, nếu mà kẹt vô gặp trực tiếp những Đức, chứ đừng có đứng ngoài đó vậy một hai cắt ăn thú gì. Nếu kẹt kẹt gặp nhau anh em có hỗ trợ nhau, mình là cùng đồng loại mà. Nó nên từ nơi đó mà Nhân Đức nói rằng trong cuộc đời tu con người của chúng ta có nhiều cái mình học lắm quý vị ơi. Nó có rất nhiều cái học lý thú lắm. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người mà. Nó rất lý thú trong những cái bài học. Học càng học càng thích. Tại vì sao? Một cuộc đời mình nó đã quá tuyệt vời rồi, hiểu chưa? Sống ý nghĩa, sống vui mà mình đã nhận thức được rồi. Con người quan trọng chỉ có 3 buổi cơm sống hàng ngày bình thường thôi là cũng sống được rồi. Nhưng mà con người khổ là do cái gì biết không? Khổ là chúng ta phải để dành 3 buổi cơm này. Đã có 3 buổi cơm trong một tháng thì mong để dành được 1 năm. Có 3 buổi cơm được 1 năm thì muốn để dành 10 năm. Có 3 buổi cơm được 10 năm thì muốn dành 100 năm. Có 3 buổi cơm 100 năm thì muốn dành cho 3 đời. Khổ rồi, bạn khổ rồi, hiểu chưa? Bạn có để dành cho 3 đời thì đời thứ nhất của bạn cũng chưa xong nữa, chứ đừng nói gì 3 đời. Nếu như bạn biết chia buổi cơm này cho nhiều người thì 3 đời gia đạo, bạn đừng nói 3 đời, 10 đời cũng thịnh. Đó mới là người trí tuệ, biết tạo phước để thịnh cho con cháu. Giống như Phạm Trọng Yêm Trung Hoa, ông là một người đặc biệt vô cùng, tư tưởng giáo dục tuyệt vời. Nên ông có thể mở trường học, làm những việc lợi ích cho người và tiếp tục dạy con cháu ông từng đời tốt đẹp. Như vậy mà gia đạo ông thịnh tới bây giờ. Kinh khủng chưa? Khổng lão phu tử trong khi có một người con trai thôi đã mất rồi, mất sớm. Vậy mà sau này Khổng lão phu tử khi mất đi, đệ tử Khổng lão phu tử ở nơi đó giữ mộ thầy, rồi cuối cùng lấy họ thầy làm họ mình, gọi là cái xóm của Khổng lão phu tử, dòng họ Khổng lão phu tử tới bây giờ vẫn còn thịnh đó. Thì coi thấy không? Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài có vợ có con này kia đâu quý vị coi, rồi con cái ngài còn tới bây giờ gì đâu. Nhưng mà dòng họ Thích Ca thì quý vị coi, khắp nơi trên toàn thế giới dòng họ Thích Ca quá trời độc. Cái thịnh là từ ông bà mình tu phước duyên tốt, dạy con cháu tốt nên nó thịnh gia đạo. Còn mình đừng có nói là con cháu đông thì từng đời thì nó nói tiếp hoài nó thịnh, chưa chắc.
nó mà ác rồi nó chết sạch nhép, nó không có còn tồn tại đâu mà thịnh quý vị. Nên từ đó mình học mặt mình nói đơn giản thôi, gì đâu quý vị mà nghe thấy được, mà nghe nãy giờ được mà, chứ đâu không được. Nghe mà cười hoài là ngon rồi, không nói vòng vo chưa nghe. Nên những cái bài học tập này cư sĩ cũng đặc biệt, mà xuất gia cũng đặc biệt. Thí dụ như quý vị là một người cư sĩ, quý vị có thể hộ trì tam bảo, quý vị cúng dường cho thầy, thì cúng dường cho một vị thầy này ha, quý vị nhớ nghe, có tiền có quyền được một chút, nếu biết dùng cái quyền để áp đặt thì khô. Chỉ chứ chỉ chứ. Quý vị thấy một người này hơi tệ quá, là người xuất gia hơi tệ quá, quý vị lại cúng dường người này, hộ trì cho người này 2-3 lần, xong ngồi xuống chia sẻ với thầy vài câu ăn tình, như vậy chỗ đó gì, thôi thầy đừng có đến gì, hiểu không? Có nghĩa là có tiền có quyền được một chút nghĩa chứ, thì mình giúp đỡ cho họ, tại vì họ cũng còn trẻ mà. Có khi mình lớn tuổi cái góc độ mình nhìn xa hết, chứ mình đừng có nói ô con là cư sĩ mà, cư sĩ mà sao có quyền nói người xuất gia hết. Bậy. Quý vị có quyền nói nhân đức. Tại vì sao? Vì nhân đức vẫn là một tăng hoàn, tăng què về phàm tăng, hiểu chưa? Chưa phải là thánh tăng thì còn sai. Cái gì cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh giùm. Nhân đức thấy cái nào phù hợp nhân đức làm liền. Còn cái nào không phù hợp thì mình cũng giả lả cho vui, chứ không phải là phế ngang lời nói người ta, hiểu chưa quý vị? Nên cần có người giúp đỡ mình để mình tốt hơn chứ, việc này không có tội. Có người hỏi như đức câu, thầy ơi, thí dụ như một người tu nhiều chục năm mà khi cặn tử nghiệp người đó ra đi rất vất vả, rất khó khăn, con là cư sĩ, con có lợi khuyên niệm Phật và niệm Phật khai thị, rồi niệm Phật đồ, khai thị là gì? Khai thị là nhắc niệm Phật á, chứ khai thị quý vị, dùng cái câu khai thị thì nó hơi cao, nhưng nói câu nhắc niệm Phật thì là khai thị đó. Nhắc niệm Phật, con có nên nhắc niệm Phật được không thầy? Những đức nói, khoan hả, nói ai? Nếu những đức khi cặn tử nghiệp mà những đức nằm đó, những đức làm nè, thầy bây giờ quý vị hỏi là quý vị lỡ quý vị khuyên thầy ở thầy cả đời thì khuyên người niệm Phật, bây giờ tại sao con mắt thầy trợn bên, cái miệng nhọn quét, cái lưỡi le ra ghê quá, thầy nên hiện tướng tốt một chút, thầy nên niệm Phật đi thầy. Trong lòng những đức lúc đó cảm ơn quý vị vô cùng, vì nhờ cố nhắc mà tôi khép cái miệng lại niệm Phật, phải không? Là cảm ơn quý vị đó, cảm ơn quý vị đó. Chứ không lẽ trong lòng những đức nói mày là ai mà mày nhắc tao, tao là thầy mà tao tu nhiều chục năm mà mày nhắc tao hả? Không lẽ như đức nói gì? Người ta nhắc mình là điều quá tốt, mình cảm ơn người ta không hết nữa. Vậy thì được không? Được sao không được? Nhắc người ta mình có lòng tốt mà. Ví dụ như bây giờ tu nhiều chục năm nhưng mà có khi người ta cũng nghiệp chướng gì thì cũng phải cần hỗ trợ chứ. Ví dụ như bây giờ quý vị đi không nổi, người ta lỡ quý vị, người ta dắt quý vị đi, không lẽ quý vị xô tay để tao đi? Đi được thì đi đi. Con đi không được, nuôi được lợi dịnh, dịnh nè. Cảm ơn con. Dẫn thầy đi con. Thầy yếu rồi con ơi con. Thấy không? Cảm ơn người ta không hết. Không lẽ giờ ta dẫn mình mà mình xô mình còn chữ người ta. Này tàu lao quá trời tàu lao luôn. Thấy chưa? Bây giờ nói gì tình lý thôi. Nói gì xa vờn chứ gì chợ. Phật Pháp nó là đi vào thế gian Pháp. Bây giờ Phật Pháp nó không đi vào thế gian Pháp. Vì Phật Pháp làm gì? Phật Pháp là đi vào thế gian Pháp, Phật Pháp là nó trị cái người bệnh đau, Phật Pháp là thuốc, nó dùng thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Bây giờ nói sao ngộ ghê, đi về chùa toàn là những người hư mà chờ, con cái hư đồ không mới dẫn về chùa, con cái tốt sao không thấy dẫn tới mà thấy dẫn lụ đạn đồ đến chùa không thì chờ. Nói đúng rồi, tại thuốc của Phật tốt nên mới dẫn người bệnh, mà thế gian giải quyết không được vô. Nó thì nhờ thuốc của Phật để trị dùm. Chứ nếu như mà nó không có bệnh, dẫn vô đây làm chi? Hiểu chưa?
Nói là chùa là tổ ấm ta về, đã là biết đây là tổ ấm ta về thì chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, hết lòng hết dạ. Hiểu chưa? Chùa có việc gì thì mình công phu để công quả để hộ trì. Chùa có lễ lộc rồi mình lợi, mình phụ trợ là công phu công quả hộ trì. Già lam hưng thịnh thì phước di lớn hơn. Quý vị thấy chưa? Đó, mình phải nhiệt tình vậy đó, hiểu không? Nên từ nơi đó mà thì đi về chỗ bị nghe vậy mới hiểu thêm nhiều cái lắm á. Chắc là nhiều, hiểu thêm nhiều nhiều thứ. Nên nó sắp sửa lễ 3 ngày nè. Đó, mình có thấy mình có sức, mình đủ duyên, mình xin công việc mình nghỉ sớm được. Mình đến qua chùa mới, mình có việc gì mình phụ. Xong mình qua Đại Tùng Lâm mình phụ. Mình vẫn nghe pháp được, mình tu được luôn. Công phu công quả hộ chị. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Cơ hội mà. Ở đâu mà tự nhiên ta gom về thiệt là đông người tu vậy mà mình có cơ hội phục vụ. Và có cơ hội thì nỗ lực mà làm. Đó. Rồi bây giờ nhiều người gì vậy? Thì phải có tiền. Có tiền mới làm được. Vậy thì mình cúng dường tiền để làm. Đúng không? Nó thì sự hộ trì là như vậy nhiều mặt. Thí dụ như bây giờ Hòa Thượng Ngài có cái duyên Ngài hội tụ con người, Ngài xây chùa, thì mình hộ trì cho Hòa Thượng để Hòa Thượng làm việc này. Vì bây giờ mình có tiền mình cũng không hội tụ con người được nữa. Bây giờ mình thiết là có tiền mình thiết giàu luôn, mình cũng không thể nào tập trung người ta cả ngàn con người hoặc là cả chục ngàn con người về để người ta tu. Khó lắm. Mình đâu có dễ hội tụ con người tu đâu. Hiểu chưa? Nhưng mà người ta lại có duyên hội tụ con người tu, mà mình nó lại có được tiền để hộ trì, mình có được sức để hộ trì, thì mỗi người tay chân để hộ trì tam bảo. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Bây giờ đơn giản như thôi, mình đi đến chùa là mình nhận thức vậy đó. Đó. Nên đi đến cái ngôi chùa mà ông thầy ông chia sẻ một pháp cho mình đơn giản dễ hiểu, và một cái pháp tu và để cho mình tu được an lạc và thỉnh tượng Phật đem về nhà thờ, có thờ khóa tu hai thờ, mỗi ngày ổn định rồi mỗi ngày được nghe pháp hai thờ, ngày nào cũng nhắc nó cứ nghe hoài đi, cứ bấm vào cái trang chân thành niệm Phật VLT đó. Thấy chưa? Tôi dốt chữ ghĩa lắm, tôi đọc tá lả ông Vinh hết chứ, hiểu không? Nên từ nơi đó nghe đăng ký đi, rồi xong mỗi ngày mình được nghe pháp nhắc nhở suốt luôn. Mình phải cần được sự nhắc nhở. Tại sao bây giờ mình không chịu dùng cái mạng truyền thông này á để mà chúng ta luôn luôn được cặn kề bên nhau, để cùng được sự nhắc nhở nhau? Trời ơi, nếu mỗi ngày mà được nhắc nhở hoài, tâm bồ đề mình nó kiên cố liền. Mà mỗi ngày nghe những đức giảng, lúc nghe là niệm Phật liền. Tại vì những đức cứ nhắc hoài, niệm Phật lên, niệm Phật. Bây giờ vì cầm cái điện thoại kế bên gì, cái mặt như đức để kế bên quý vị luôn, niệm Phật đi. Niệm liền chứ gì đâu, đừng có nói chuyện giỡn cha, niệm liền á. Nhiều người bị nghe những đức trực tiếp bị niệm theo rõ ràng chứ gì. Nó những đức tự nhiên, cái những đức đang làm cái tự nhiên quý vị ngoài nghe làm theo liền đó, giỡn đâu. Nên những đức vừa nói câu đó, khoát khởi niệm Phật liền, khoát khởi niệm Phật liền. Buổi tối chuẩn bị đi ngủ niệm Phật dỗ giác, sáng thức dậy đề xướng câu Phật hiệu đầu tiên, cứ nhắc nhị hoài. Vì thấy chưa, nó nhắc nhị hoài thì bị nhớ chứ sao. Nên mỗi một con người chúng ta phải cần được sự nhắc nhở, nếu không mình giải đãi liền đó. Giải đãi liền. Quý vị ngồi đây nghe, quý vị nghe gì nó vui, nó thoải mái lắm nghe. Chứ những đức nói quý vị ở trong một cái pháp hội nào, cái chương trình gì quý vị làm, bưng bê đồ làm này kia vậy đó nghe, nó cũng tốt lắm. Nhưng mà ngộ thay nó căng thẳng thần kinh hơn là ngồi đây. Chứ không giỡn đâu. Ngồi đây nó nhẹ lắm á quý vị. Tuy là ngồi nó đau chân đồ vậy mà nó vui, nó cười nhiều. Vì nó không có ai đụng chạm mình để phiền não nữa. Phải không? Nên tại sao ngày Chủ Nhật đông? Vì người ta đến đây người ta thích. Nó thích mà. Hôm qua có mấy cô ở bên Châu Đốc, quê những đức An Giang, ta lên tới đây, ta gặp ta mừng quá trời luôn. Hôm qua mà lớp đệ tử quy xong, mấy cô nói thầy ơi thầy, con sợ mai thầy bận quá, xin thầy chụp bôi hình như thế này. Chụp liền. Mình phải vậy đó nghe. Nghĩa là mình sau này, thí dụ như mình mà, thí dụ như dù có tiếng tâm diền chút hay là có duyên diền chút, mình phải làm vậy đối với cái người ta ở phương xa. Thí dụ như hôm qua như Đức nói sáng mai nghe, sáng mai ngồi 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 ngay chỗ này gặp. Nó nói, không sợ sáng mai thầy lu bu lắm,
sao không gặp, tháng nay chụp liền, à chụp 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 chụp. Mình làm vậy cách như miền quê nó gần gũi vậy, gần gũi vậy đó. Đó, vậy đó, vậy mà người ta thương mình. Người ta thương mình thì người ta cho tiền mình. À, thương quá cho tiền. Trời ơi, không thương sao cho tiền. Có nhiều bà già mà mấy vị biết á, vàng bà nhét mà bà quắn bao nhiêu miếng vải mà đến nỗi mà nó xanh vải luôn. Vải nó xanh luôn á. Kinh khủng lắm. Mà đem ra là mình vừa đem ra cái là mình nghe mùi chiên đàn không? Mình là tu mình nghe chiên đàn chứ người ta không tu là người ta la làng á. Đừng nói chuyện giỡn chơi à. Bà nhét lâu quá, bà quắn lại quá lâu mà phải để trong người á. Nó quá lâu thời gian, củ quý mà. Trời ơi, bà để không biết không năm thình bảo lục nào tới bây giờ. Như vậy mà bà nghe những đức đó, bà tìm những đức cho bằng được. Bà cầm một chỉ hay chỉ vàng, bà xe lại vậy mà bà cầm bà đưa những đức đó. Thì tên ông đưa đó. Rồi quý vị nói có những người mà tiền mà đến nỗi để mà móc luôn à. Mà gặp những đức cũng phải đưa nữa. Thương mới đưa. Công nhận không? Ta thương ta mới đưa mình. Quý vị coi công nhận là quý vị thương ai á, quý vị quý ai là cái gì mà tốt nhất quý vị muốn cho người ta. Đúng không? Cái này rõ ràng. Nên mình muốn người ta cho đồ mình thì mình phải làm cho người ta thương mình. Người ta thương người ta cho người ta lại vui nữa. Còn người ta không thương mà người ta đưa là miễn cưỡng, người ta ghét lắm, bực bội lắm. Hiểu không? Nó nên từ nó đó, làm cho người ta thương là người khôn, làm cho người ta ghét ngu. Hiểu chưa? Mấy thằng nhỏ nhỏ, mấy cô nhỏ nhỏ là đi tu mà nghe gì nó đúng rồi, thầy nói công nhận. Giống như quỳ vốn mà sao đúng tới ghê vậy trời. Giống như câu chuyện Đức nói mắc cười, giống như quỳ vốn nói giờ. Cười là thuốc để trị buồn, mà buồn là thuốc để trị cười. Các vị chọn liều thuốc nào? Thuốc cười. Cười để trị buồn, hiểu không? Mình mà cười nhiều là mình không có buồn. Mà mình mà buồn nhiều mình không có cười. Đúng không? Quá đúng luôn. Quá đúng luôn. Có cái bà kia kìa, bà nói là tại con mà không gặp thầy là con treo cổ lóc nhà. Không gặp thầy là treo cổ lóc nhà, bà nói rõ ràng luôn. Nói sao kỳ cục vậy? Bà nói là chồng bỏ, con bỏ. Chồng bỏ, con bỏ. Chồng lấy sạch của luôn. Sạch nhất không còn một cái gì hết. Bà nói rằng là mười mấy hai chục năm ki cỡm vợ chồng sống với nhau, nhiệt tình thương ảnh, tự nhiên ảnh có người khác, ảnh lấy sạch tiền luôn, rồi con chở mặt với bà luôn, sạch nhất mà không còn một cái gì nữa cả. Quý vị nghĩ tới con đường đó mà người không biết tu, quý vị nghĩ sao? Giống như mình đi như kẻ bơ vơ vậy, đi lang thang như kẻ không có bến bờ, có nghĩa là nó khổ kinh khủng luôn. Rồi bả là bế tắc rồi, bả nghĩ bây giờ nếu cố gắng dưới tuổi của bả 10 năm sau thì có một chút mà biết được hay không. Bả nhìn là mấy chục năm cực khổ được nhiều, rồi lấy hết trơn rồi giờ sao? Rồi con mình thương mà nó cũng chở mặt mình luôn. Bị nghĩ, quý vị sao? Quý vị sao? Bả đến tự tử rồi đó, nhưng tự nhiên bà này bà có duyên. Bả nghe ngay cái bài pháp như Đức nói tự tử càng khổ. Trời là trời. Thầy này thấy ghê chợ. Mình định tự tử, ông nói tự tử càng khổ mà ông nhắn mạnh cái câu nó mới ghê chứ. Vừa nhắn mạnh cái bả kênh lại liền, xong như Đức giảng ầm thấm vào tâm nó luôn. Nó khổ làm gì? Khổ thì cũng phải sống, còn chết thì càng khổ. Mà đã sống thì đừng khổ. Cuối cùng cái kết luận nói gì? Bà đến đây tu tháng đi. Ngay cái câu của bà luôn, trời ơi. Không biết cái chuyện của ai mà mình nói là bà đến đây tu một tháng đi. Cuối cùng bà đang bế tắc không có lối thoát, bà đến tu một tháng liền. Đến tu một tháng, sáng nào gì đó cũng nói chuyện cười hết. Cuối cùng cỡ mở hết tâm tư luôn, bà nói cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, nhờ thầy bà con không tự tử. Chưa ghê chưa? Thấy giờ Phật pháp hay không? Đơn giản thôi mà cực kỳ hay luôn. Bây giờ lâu lâu làm có tiền đem lại cúng dường hoài. Cứ cảm ơn thầy, bây giờ mỗi tháng con làm con đủ sống bình thường mà con vui. Mỗi ngày con nghe thầy giảng con vui quá. Con dư nhiêu tiền con đưa thầy nuôi mấy bà già. Cứ như vậy là ra, mà thấy không? Giúp cho người ta vậy thôi đó mà mỗi tháng có lương đó. Rồi chỗ mỗi tháng có lương hoài luôn. Thấy không? Đó, thấy chưa? Thấy là thương chưa? Thương là ta an tâm á.
Mà thêm cái như Đức nói nè, cứ làm mà cứ sống bình thường đi. Lúc nào muốn vô chùa thì vô, lúc nào vô chùa cho ăn cái giường ở. Thấy không? Tự nhiên người ta thấy có điểm bình an, người ta sẽ được nương tựa. Thì cuộc đời người ta tự nhiên người ta không cảm thấy bơ vơ nữa. Thấy không quý vị? Như bây giờ chúng ta bây giờ đang ngồi đây phải không? Bây giờ hòa thượng xây chùa nhiều nè, từng đời người chết đi, tớ mình mai mốt già mình cũng vô đây. Hả? Đúng không? Mình được vô đây rồi. Bây giờ làm vợ làm chồng nhiệt tình, hết lòng với gia đình đi, hết lòng hết dạ với người ta đi. Rồi người ta có nói thương nói ghét gì cũng thôi, mình cũng chịu hết, cũng được hết. Tại vì mình hiểu rồi. Vậy thì bây giờ mình cứ hết lòng hết dạ đi. À, chừng nào mình tự nhiên mình đủ duyên là tự nhiên mình đi đến được cửa chùa. Mình là mình vô ngôi tam bảo, mình ở cái tuổi già xế bóng. Nó bây giờ tuổi những đức với một số các cô ở đây cũng sùng sồn chung chung nhau thôi. Mai mốt mình ngồi đàm đạo với tuổi già cũng được. Nhớ nghe, tuổi trẻ sồn sồn mà đàm đạo thì nguy hiểm lắm. Nó dồn lại cái tuổi già đi rồi mình hãy đàm đạo. Lúc đó không còn cái răng nào hết chứ. Thấy không? Không có cái răng nào hết trơn á. Còn bây giờ còn răng còn nguy hiểm. Hiểu chưa? Nên tại sao mà những đức với mấy cô sùng sồn là không bao giờ gặp nhau. Không bao giờ mà thân với mấy cô nào thì sao? Vì mình còn răng. Chừng nào hết răng đi rồi gặp. Nó lúc đó thì già rồi đúng không? Nó thì cái duyên nó đẩy về cái tuổi già. Lúc đó ngồi đàm đạo ha, niệm Phật giảng sanh ha. Ôi ô nó hạnh phúc biết nhiêu nói tuổi già. Cái đó là phúc tuổi già. Nên nói rằng tuổi trẻ mà cực khổ chịu khó tích phước thì tuổi già mới hạnh phúc an vui. Hiểu không? Đó. Tuổi trẻ mình cực một chút mình chịu được, chứ già mà mình cô đơn mình cực quá mình chịu sao nổi. Tuổi trẻ mà gặp phong ba gió bão còn chịu nổi, tuổi già mà gặp gió hiu hiu cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chi gặp bão. Hiểu không? Nhưng mà mình cũng đâu có khổ đâu, mình dạy gì mình khổ à. Có gì bị khổ hết trơn á. Nó nhớ nè, từ hôm nay mà mình gặp nhau trong cái cuộc đời này nghe, đừng có ai nói cái chữ khờ ô khô hỏi khổ nữa. Đó, đừng ai nói chữ này nữa nghe chưa. Chữ này cho nó biến mất khỏi chúng ta đi. Nó đi đâu nó đi. Nhờ cái khổ nó đến cái khổ. Mình mỗi ngày vui cái chữ khổ không có nữa. Lâu ngày rồi cái chữ khổ mình không biết ghi làm sao nữa. Tại vì mình đâu có khổ đâu mà mình ghi cái chữ khổ. Nên từ nơi đó tại sao trong mọi nhân viên chúng ta không sống cho đặc biệt đi. Lùng lé hô súng gì cũng được chứ. Nó, sao cũng vui chứ. Chúng ta được thân người có khói ốc này để tu là được rồi. Nếu như chúng ta đi đến thế gian này mà như súc sanh thì sao tu đây? Như con chó, con mèo, con gà, con vịt làm sao tu đây? Bây giờ mình còn được cái thân người này là quá mừng rồi. Lùng chút thôi, hô chút thôi có gì đâu. Hiểu không? Vẫn còn cái khói ốc của một con người này để tiếp nhận Phật Pháp và đi đến cảnh giới của Phật. Điều này quá trân quý. Phật không có chê người lùn, Phật không chê người hô, Phật cũng không chê người súng răng, Phật không chê những người xấu xí, Phật cũng không chê người ác. Chỉ cần người này muốn về thế giới của Phật, Phật rước. Phật từ bi quá mà, biết chưa. Đúng không? Mình ác quá ác, mình quay đầu mình niệm Phật, mình muốn giảng sanh. Phật ơi con mê muội, con hư, con bắt hiếu với cha mẹ, con làm sai, con làm điều chuyện bậy bạ. Bây giờ con nương vào bổn nguyện của Phật, con muốn về thế giới của Phật, để gần Phật, để học tập với Phật, để làm Phật, được không? Phật nói được. Sám được, quá đặc biệt luôn quý vị, thấy không? Nên cái pháp tịnh độ này đúng là càng chia sẻ thì nó càng hừng hực. Bây giờ có nhiều cô nói sao thầy chia sẻ cho cái tay thầy ghê quá. Giống củ âm bạch cốt chảo. Nói bây giờ chia sẻ Phật Pháp mà đưa tay gì là xưa rồi. Bây giờ nghiệp nặng lắm. Hiểu chưa? Nó nên ý nói là gì? Niệm Phật là phải bám cho chắc. Cho chắc nghe chưa? Chứ gì gì dễ rước lắm.
Rớt, hiểu không? Nên mấy cô gọi chứ có nhiều cô bắt nghe mình giảm nó né. Ây dù sao mình à, né quá trời né luôn. Nên từ đó đó vậy mà làm vui nghe quý vị. Ngộ thai vậy mà làm vui. Vui không có ngủ. Thật ai ngủ đâu. Không có ai ngủ hết trơn quý vị, coi công nhận không? Đây là đại giảng nè. Đây là đại giảng chứ không phải chuyện đơn giản đâu nghe quý vị. Đại giảng chứ không phải đơn giản. Đơn giản không làm được chuyện này. Thấy không? Nên quý vị thấy không? Tỉnh veo. Cái bà ngồi tuốt phía sau mới còn cười kìa. Hồi ôi mà nhìn cái gương mặt ai cũng vậy, tươi rối luôn. Bởi vì tại sao? Tại sao? Cái ngày Chủ nhật này mà nó vui như vậy là vì ai cũng vui. Tôi nói mà khóc nơ nơ nghe, khóc nơ nơ nghe, mà nói mà ngày Chủ nhật này mà đủ duyên về đi. Vì về đi rồi quý vị cười một thờ này thôi quý vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Vía Quan Âm ba ngày cười quá gai luôn. Đặc biệt chơi cái hội đi. Ba ngày chuẩn bị mình ở nhà massage hàm trước đi. Hiểu chưa? Massage hàm đi nghe. Nó ở nhà nó niệm Phật làm nè. À hàm ơi, chuẩn bị đi con. Ba ngày, một ngày bốn buổi. Cười nghe con, đừng có siêu quậy bạn nghe hàm á. Hiểu không? Nhưng mà ngộ ngay nghe, ngộ thay nghe quý vị. Quý vị mà cười và vui nhiều quá, tự nhiên mặt quý vị tự nhiên nó có thịt bầu lên đẹp. Ngày xưa nhà Đức mặt hô kỳ lắm quý vị. Không có cười lúc nào cái mặt cũng. Mắt thì to, mắt trợn. Ờ không, không phải gì mà ngày xưa là gì nè. Ngày xưa là gì nè. Thấy không? Viết cái vị biết rằng là mắt tiêu không còn miếng thịt. Vậy mà khi cười từ từ cái gì? Có thịt. À, có thịt, thấy chưa? Nên nhà Đức nói là mấy bà đến đây mà mấy bà cười nhiều viết á, về chồng nó thương. Thương lắm. Biết sao chứ, mặt có thịt mới thương. Chứ mặt xương không ai mà thương. Hiểu không? Mà cười á là con người nó mặt nó tròn lại, nó mo lại. Nhưng mà cái nụ cười nó hay lắm, nó làm cho tất cả tế bào của quý vị nó được xoa bóp. Một cái nụ cười thôi, tại vì cái tâm trí của mình nó vui á, tâm trí nó vui nó phát cái nụ cười. Mà nó làm cho máu quý vị nó rất là tốt, khi bị cười máu rất là tốt. Hiểu không quý vị? Nghĩa là khi con người mà vui và có nụ cười nhiều là máu quý vị nó lọc máu xấu. Nó lọc những cái chất bụi bặm, cái chất mà bị bẩn dơ trong máu, lọc ra thành máu sạch. Con người mà muốn cần máu sạch thì phải cần vui, không có buồn ai để trong tâm. Con người mà buồn ai để trong tâm là quý vị đang làm máu xấu. Mà máu mà xấu là mặt xấu. Máu mà xấu là hết duyên hết phước luôn. Xấu đến mức máu điên luôn. Giỡn à. Nên nụ cười là lọc máu. Quý vị coi khi bị cười mặt nó hồng đẹp lắm. Mà khi quý vị mà sân si lên mặt sạm đen liền. Soi gương đi biết. Khi bị cười thì bị soi gương thì thấy rất dễ thương luôn. Xấu cỡ nào mà cười nhiều cũng dễ thương. Nhưng bị sân hẳn lên soi gương đi, vì thấy giống như bị ác quỷ vậy đó. À, sân hẳn là ghê lắm. Lúc mà giận chồng mà sân si mà la lên đó, nếu ai mà quay phim cho bị coi bị thấy đáng sợ lắm. Mình thấy mình tại sao mình đáng sợ như vậy, đúng không? Nó nên từ nơi đó, con người mà mỗi ngày sân si khó chịu là con người đang hại mình và hại người. Còn mình là một con người vui vẻ, quan hỷ, lạc quan là mình đang giúp người và giúp cả toàn thế giới này tốt đẹp. À, giúp toàn thế giới này tốt đẹp luôn đó quý vị. Nó nên mỗi một con người mình đó quý vị biết rằng là một ngôi chùa mà có cái duyên gì mà về đây mà người ta nghe gì mà người ta vui gì. Rồi không đơn giản đâu. Nếu như mà mỗi một địa phương mà có ngôi chùa gì thôi, quý vị biết Phật tử người ta mừng cỡ nào chưa? Miền ngoài miền Bắc đồ mà người ta có những điểm chùa gì thì quý vị biết đặc biệt cỡ nào chưa? Mà không có khó làm. Không có khó làm hết trơn á. Nhưng Đức thấy dễ làm lắm.
Chỉ cần mình sức da rồi mình nhiệt tình với chúng sanh, mình đủ duyên, mình nói chuyện vui vui hịch hạt, rồi mình nói chuyện đơn giản, càng nói nó càng hiểu, càng nói nó càng biết, rồi mình nói viết mình tự nhiên. Nhất là mình nói mà bẻ mồm bẻ miệng là nói không có được. Bẻ mồm bẻ miệng là mình nói không có hay đâu. Thường á, ví dụ như tiếng mình sao mình nói ra gì nó hay, nhưng mà mình đừng có tội tiếng của mình, nó không phải giống mình đâu. Thí dụ như mà bây giờ mình nói chuyện đi, mình là người nữ mà không bình thường đi. Chào anh, cái gì đâu. Đấy, nó không bình thường rồi đúng không? Mình thí dụ mình là người bình thường, chào anh, rất là bình thường. Chào em, bình thường ghê không? Còn chào anh, không bình thường. Chào em, không bình thường đúng không? Mình mà là người bình thường, cái câu mình phát âm ra phải bình thường. Em thấy cái miệng như đứa nói bình thường không? Nó rất bình thường. Nó rất hở miệng, mà hả miệng, hở răng, nó làm bình thường hết. Tất cả những cái động tác đều bình thường hết luôn. Nó mới tự tại. Còn nếu như lướt lên nói chuyện mà kính chào Phật tử, thầy hôm nay có duyên lành gặp quý vị, chúng ta được cái duyên lành này vô cùng thù thắng. Thấy nó không bình thường rồi đúng không quý vị? Nó là xấu mà nó làm nó còn vô duyên ác đạn hơn nữa. Ví dụ như người ta đẹp, người ta còn nói chuyện giống người ta không muốn hở hàm răng quý vị, để lọc cái tiếng người ta thành nhẹ lại, cái âm phát ra nó nhẹ quý vị, nghe cho nhẹ bùi tai rồi đó. Còn như Đức thì nói thôi, tôi mà nói cái đó ngủ sạch nhách. Giảng vậy thì nó bùi tai nhưng thật sự nó không đi sâu. Còn này mình thấy chưa? Làm gì không dễ đâu nghe quý vị. Tự nhiên làm gì không có được dễ đâu. Muốn cười giống khùng. Không có dễ đâu quý vị. Mình mà tự nhiên người ta kêu mình cư. Thấy chưa? Không có dễ nghe. Nó phải là cái niềm vui nó có sẵn luôn. Mà nó không phải là có từ ở dưới đây đâu quý vị. Cái niềm vui ở đây nó phải có thời gian lên tới đây. Còn cái đỉnh vui của mình nó đã có sẵn ở đây luôn rồi. Quý vị vừa kêu cười cái là cư liên à. Quý vị thấy không? Cái sự an lạc của mình á. Mà quý vị biết vì sao cái niềm vui mình nó nằm ở đây không? Vì cái miệng quý vị á, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Cũng vì cái niệm Phật này mà niềm vui nằm ngay đây luôn rồi. Nên lúc nào cười nó cũng cười được chứ á. Mà cái nụ cười của người niệm Phật á, nó lạ là nó cười lâu. Nó cười lâu. Lâu lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngộ không? Rất là dễ cười luôn. Mà cái người mà làm cho bị cười gì nó cũng không đơn giản. Nói với vị là cũng cùng một cái tần số gì đặc biệt lắm. Mà tần số này chắc chắn là tần số Di Đà. Tần số Di Đà. Chỉ có tần số Di Đà nó mới kết hợp nhanh được gì. Người thấy không? Giống như cái nguyện Di Đà mình đi về Cực Lạc là trong khoảnh tay. Vì là tần số Di Đà cực kỳ nhanh luôn quý vị. Mà chúng ta là cùng niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là tần số Di Đà. Nói không? Bây giờ quý vị bấm số 10 số điện thoại nó vẫn có tít có thời gian đúng không? Nhưng tần số Di Đà là tít đến liền cấp kỳ luôn. Đó, nên tần số Di Đà là đặc biệt nhất. Nên tại sao cái người niệm Di Đà là cái người có thường cười, mà cười rất là bền, cười rất là lâu. Khi cười xong rồi còn cười. Ngộ không? Có mà, cười xong rồi vẫn còn cười. Thí dụ như mình bình thường, cái nụ cười của mình ngộ vậy đó. Cái người cười mà giống như mà nó xả dao đồ này kia đó. Chào anh. Chào em. Còn cái nụ cười của người mà niệm Phật á. Cười xong rồi nghe. Mà nó cười xong rồi mà nó ngưng rồi mà nó dặn. Có nhiều cô nghe như Đức giảng nghe cười xong rồi mà mấy cô đến nước mà mấy cô mà cười mà đến nỗi mà mấy cổ mà muốn tạm ngưng cười mà nói dẫn là là có nghĩa là cái câu nói như Đức nó để vào tâm cổ và nó làm cho cổ tan biến tất cả những cái buồn luôn, mà cái niềm vui của cổ nó phát triển đến mức cực điểm luôn. Rồi bây giờ mà không muốn cười nữa mà cái miệng nó dẫn vì nó hưởng cái sự an lạc. Cái vì cái sự an lạc này nó quá an lạc rồi, nên cái mặt tự nhiên nó tươi luôn vậy đó. Cái máu mình nó quá tốt rồi,
tự nhiên cái mặt có những bà rõ ràng mà có nhiều cô cũng nói là chính cái cô kêu gặp như Đức có nói là khi cổ nghe những Đức giảng một mình ở nhà ngồi luôn mà cố cười xong mà cố làm vậy nè. Nó làm chị hoài luôn, chồng mới vô đứng sau lưng, nó nhìn đâu 5-10 phút đồng hồ nó thấy bà làm gì, xong nó bay lại nó giật cái điện thoại, nó nói mày bị cái gì vậy? Bà trả lời một câu rất đặc biệt, bà nói cười chứ bị gì, nói, cười chứ bị gì, nói, mày làm gì mà mày cười dữ gì? Này. Vậy tôi hỏi ông cười dữ với khóc dữ ông chọn cái nào? Xong chồng nói nè, mày cười giùm tao đi. Mày cười vẫn ngon hơn là khóc. Thấy chưa quý vị? Lạ ghê luôn. Mà bây giờ đang nghe nè, ở đâu đang nghe đó, đang ngồi ở đâu một mình ở nhà đó mà đang cười đó. Một tay chụm lửa, một tay một cái miệng cười. Tại vì tay kia cầm điện thoại, tay này chụm lửa miệng. Không có giỡn đâu nghe quý vị. Còn có cái bà kia bà nói nghe ngộ ghê á. Bà nói là lúc trước á là bà không có sữa cho con bé bú luôn. Cái này mới là kinh nè. Ở vậy mình ở nơi mà tại sao người ta cho mình nhiều cái nó kinh quá, nó quá kinh nè. Bà nói là thật sự với thầy nghe, con nói cho thầy nghe, thầy đừng nói cho ai nghe. Nhận Đức nói cô cứ nói, Nhận Đức sẽ không bao giờ nói cho một người nào nghe. Đúng rồi, mình nói là mình không nói cho một người nghe, chứ tôi đâu có nói là tôi không nói cho mọi người nghe. Nhưng Đức nói là tôi không nói cho một người nào nghe hết. Đúng rồi, một người tôi đâu có nói, mà tôi nói cho nhiều người nghe. Đúng rồi, mình hứa là đúng, là mình hứa chỉ đúng là một người tôi không nói, đúng không? Bà tưởng đâu là một người không nói, mà bà đâu có ngờ mình nói cho nhiều người. Thì quý vị biết rằng là bà nói là thầy biết rằng là mỗi lần mà sanh con là không có sữa cho bú, ngắt sữa kỳ cục, sao nó không có sữa, con nó không có sữa đi bú. Nhưng mà từ khi nghe pháp thầy là có sữa. Lạ kỳ chợ, lạ kỳ, có nghĩa là bà nói là từ khi nghe pháp thì Đức lại có sữa. Như Đức biết rồi, biết rồi. Vì sao thì biết không? Vì lúc chưa nghe pháp bà buồn nên mắc sữa, khi bà nghe pháp bà vui trong pháp vị nên có sữa. Đó, có sữa. Mà bà nói rằng là đứa con của bà mà sanh đứa con thứ hai, mà khi gặp những đứa mà nghe pháp bà vui có sữa nè, mà đứa con bú sữa nó không cắn núm vú mẹ. Nó lạ kỳ như vậy, còn cái đứa kia nó cắn te tua luôn. Bà nói là đứa này nó không bao giờ cắn, mà nó như thế nào nó cười hoài, nó vừa bú mà nó vừa cười. Mà bà nói công nhận ghê thiệt thầy. Thấy chưa quý vị, thấy không, cái niềm vui nó giải quyết tất cả vấn đề, quý vị thấy chưa? Nên bà nào mà sanh mà không có sữa cứ nghe pháp niệm Phật cười đi, có sữa liền, có sữa liền, chứ không nói vòng vo. Chứ còn quý vị biết rằng có đứa bé nhỏ nghe, đứa bé nhỏ đòn cô Ngọc Diệu Sưng hay gì đó không, là đứa bé sinh ra nó con trai, nó rất đẹp trai vậy, mà nó bị bệnh gì, bị thúi. Kinh khủng không? Nó bị thúi vậy, nó thúi ình chịu không nổi. Như vậy mà đi đến chùa mình cái lớp đệ tử quy á quý vị, rồi nó hết thúi đúng không cô? Hết thúi rồi. Rồi tối đến gần kế bên kia mà nó ngộ. Nhỏ này, thằng nhỏ này ngộ lắm. Bà nói rất lạ, là nó gặp quý thầy, là nó kêu quý thầy, thầy đi ngủ đi thầy. Nó sợ quý thầy, nó gặp là nó không có hổn, mà nó gặp nó kêu thầy đi ngủ đi, thầy đi tụng kinh niệm Phật đi. Nó kêu gì không à, nó không có chịu đến gần. Nó như vậy mà hồi tối bà ẩm lại đến gần Đức, nó không kêu như Đức đi ngủ. Không kêu như Đức đi ngủ quý vị, mà lỡ làm quen như Đức nghe, ngủ lỡ làm quen đó quý vị. Nó lạ chứ, lỡ làm quen chứ không kêu như Đức đi ngủ. Chứ gặp mà nó kêu những Đức đi ngủ là chịu thua, bỏ tay rồi đấy không. Nó kêu nó làm quen với mình. Thấy cái duyên của cái người vui không? Cái duyên của người mình vui á, mình mới giúp được người ta. Thì thấy rõ ràng không? Nên mình học Phật mình phải tươi vui. Cái tươi vui là cái cực kỳ quan trọng, mà pháp tịnh độ là cái pháp như vậy đó.
Tại vì sao? Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Phật Quan Hỷ Quang, là một Phật, một vị Phật cực kỳ quan hỷ, cực kỳ vui. Và thế giới Cực Lạc là một quốc độ cực kỳ an vui. Đặc biệt cái chỗ này, cái kết luận của cái buổi nói chuyện nè, là Đức Phật A Di Đà là một vị Phật quan hỷ. Nên mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà là mình quan hỷ. Đó, mình về Cực Lạc là mình quan hỷ. Nó mình ở thế giới Cực Lạc mình đi đến đâu mình cũng quan hỷ. Thấy chưa? Như vậy thì tất cả những người mà gặp những đức mà cười đây, coi chừng là ở Cực Lạc xuống. Thấy chưa? Tại vì mình thường quan hỷ. Nó phải nhớ nghe, gặp nhau mà quan hỷ là chắc chắn ở Cực Lạc. Chắc chắn sẽ về Cực Lạc. Phải nhớ, chắc chắn sẽ về Cực Lạc. Vì ở thế giới Cực Lạc là quan hỷ. Như vậy thì con người niệm Phật này muốn về Cực Lạc phải quan hỷ. Bước ra ngoài tự nhiên đâu dép của mình bà có sọt vô bóng nam cái đi, mình ai gì là Phật quan hỷ. Thấy chưa? Hộp cơm vừa để đây phải xớt hộp cơm của mình quan hỷ. Hiểu không? Chỗ mình ngồi được thì mình ngồi, còn lỡ mình vừa bước ra bà nhào vô bà ngồi thì sao? Bà nhào vô bà ngồi, mình quan hỷ. Đúng không? Tuy mình cũng chọn chỗ được rồi, nhưng mà mình vừa phớt ngang cái là bị dớt. Thì sao? Quan hỷ. Thấy không? Quan hỷ liền. Có nghĩa là phải tập tính quan hỷ. Phải tập tính vui vẻ, quan hỷ. Cuộc đời như Đức thay đổi số mạng cuộc đời mình là từ quan hỷ mà ra. Không buồn giận, quan hỷ mà ra. Đó. Làm ăn buôn bán, đắt khách, quan hỷ. Bữa nào ế ngồi niệm Phật, quan hỷ. Vì thấy ông tuyệt vời chưa? Chứ sao? Nếu mà cả đời mà sống được như vậy thì thôi, đúng là số 1. Số 1 luôn. Bây giờ quý vị coi, 1 tiếng 40 phút. Thấy không? Cười 1 tiếng 40 phút rồi đó. Vào giờ chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc cười tiếp tục. Hai giây đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ.